Rồi, mến chào các bạn. Hôm nay tiếp tục gửi đến các bạn một video clip nói về mạch điều khiển tắt mở nguồn nước nha. Thì cái mạch này chúng ta thực hiện thì gồm có cái đầu tiên là cái cảm biến tiệm cận hồng ngoại. Đây, hình dáng nó đây. Đây những cái mắt tiệm cận hồng ngoại đây ha. Rồi, cái cảm biến này sử dụng nguồn 5V nha. Rồi, và cái khoảng cách tác động là đến 0,8m nghịch. Có nghĩa là khoảng 80cm nha các bạn nha. Rồi, đây là cảm biến có 3 đầu dây ra ha, đầu dương, đầu âm và đầu tín hiệu nha. Rồi, hiểu các bạn. Thứ hai là cái relay ha, đây là cái relay đóng đóng mở tiếp điểm nha. Relay này nó gồm có bên trái là có 3 chân, một chân nguồn dương, nguồn âm và chân tín hiệu nha. Relay này xài 5V luôn. Và bên tay phải mình là các tiếp điểm thường đóng và thường mở nha. Chúng ta cần nhu cầu như thế nào đó thì chúng ta sử dụng cái tiếp điểm tương ứng nha. Để lát nữa khi vô mạch mình sẽ nói với các bạn luôn nha. Và cái không thể thiếu cái nhân vật chính ngày hôm nay đó là cái van đóng tắt nguồn nước ha. Cái van này có đầu vào và đầu ra và được điều khiển đóng mở nguồn nước nha. Và cái này rất là hay ha. Và đây cái van này là chúng ta sử dụng nguồn điện 220V. Đây là tiếp điện của nó đây, 220 ha. Rồi, đó, điều khiển đóng tắt mở khóa hoặc là mở nguồn nước nha. Rồi, kèm theo những một số cái phụ kiện là dây nối, những cái đầu cắm ha, đầu chuyển đổi và cái nguồn adapter 5V nha. Các bạn xài nguồn adapter và cái vít, các vít cắm nguồn điện cho cái relay cái van đóng mở này ha, nó dùng nguồn điện 220 để đóng mở mà nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nối dây các bạn nha, đấu nối dây lại để tạo thành một cái mạch điện điều khiển ha. Mình cất bớt cái này đi. Rồi, để dây lại nè. Rồi đầu tiên ta kết nối cái cảm biến này vô cái relay ha để điều khiển. Rồi, cảm biến này sử dụng nguồn 5V ha. Thì đầu tiên đây là cái domino chuyển đổi đầu cắm ha cho cái nguồn. Thì này nó có hai cái chấu là để chúng ta cắm điện 5V ha, cộng 5V và trừ được cộng trừ 5V ha, dương âm. Rồi chúng ta ghim ha, để chúng ta ghim vô. Rồi đây là ở trong ba cái chân của cái tiếp điểm này thì cái chân màu nâu là dương nè, dương ha, chân cái màu xanh là âm nè, và cái chân màu đen là nguồn tín hiệu. Như vậy ha, đó chúng ta nắm vậy. Rồi. Rồi trong cái relay thì gần chúng ta cũng có các cái chỗ nối vô đây thì chúng ta cứ nối vô, thuốc dây đồng ta nối vô. Đây là rồi, mình đã đấu dây xong. Đây ha. Thì từ cảm biến ra ba dây thì chúng ta thấy cái dây nâu là nối vô cái cọc trên cùng. Cái dây dây nâu là dây dương 5V. Rồi dây xanh là dây âm 5V. Còn dây dây đen là dây tín hiệu vào điều khiển nha. Đó như vậy chúng ta nắm ha, tôi dừng lại cho các bạn xem nè. Rồi vậy nha, bây giờ các bạn thấy chưa đó. Rồi rồi bây giờ đây nguồn cấp, cái đôi nô nguồn cấp đây, cái đầu đây thì chúng ta thấy có hai cái chỗ nói mà muốn kiếm sợi dây nguồn ha. Đây bên đây là dương 5, dương cọc dương, ở đây là cọc âm, mình nói hai sợi dây vô, dây nào cũng được, dây điện hay dây có cái dây kết nối này như vậy cũng được. Giờ chúng ta nối vô chung cái chung với lại cái hai cái chấu mà của dây dương dây âm của cái relay này ha. Chúng ta tiến hành mình nối vô. Đó. Rồi, mình đấu xong cái domino nguồn vô trong cái các chấu của relay ha. Rồi ta xem nha. Là, ha. Chúng ta nhớ phân biệt cái đầu dương đầu âm, nối cho đúng. Rồi giờ đối với cái van này ha, anh đóng mở nước hai cái chân là chân của nguồn 220 cấp cho nó nha. Giờ mình cái thay vì mình mới hàng vô ha, mình đóng hàng mình kiếm hai cái domino nè, muốn domino vậy nè, mình nối vô đây các bạn, đó domino nối vô tạo các cái chạm nối đó, nối vô. Rồi một chạm nè, mình tạo nói vậy đó, thay vì mình nó có lỗ để cho mình hàng vô mà đúng hàng không có mua hàng, mình hàng thì mình dùng nó cách nói như vậy. Rồi
Rồi lấy mình bóp vô, mình nói dây vô ha, điện vô. Rồi giờ bây giờ mình tiến hành nói dây điện vô. Rồi bây giờ hai, đây là cái bức cắm đây, bức cắm điện 220 đây, đây là hai đầu dây của nó. Đó, bây giờ một đầu mình nối vô trong một cái chấu, cái đầu bất kỳ ha. Rồi nó sát vô. Còn đầu còn lại mình qua cái relay ha. Nấu qua đây này. Đấu vô chấu giữa ha. Còn rồi, còn cái đầu relay này mình nối vô trong cái đầu còn lại của relay nè. Cố tình phân biệt màu. Rồi mình vứt ra cho nó cứng cáp các bạn nha. Rồi mình nói vô trong relay ha. Rồi vậy là đó, mình nói xong các bạn nha. Rồi hai đầu, đầu này vô cái công tắc thường, ra để công tắc thường mở nha, mình đừng có điện nó sẽ đóng lại, nó cấp điện cho cái relay này ha. Mở nước rồi, rồi người ta ngửa như vậy được chưa. Đó. Rồi giờ ta cấp điện ha, cấp điện nữa là như thế nào. Rồi đây là mình cấp điện xong rồi đây ha. Đó, cấp điện bình thường cấp điện vô là sẽ có cái đèn xanh của trên cái relay nó sáng lên. Đây là cái cảm biến ha. Ở đây là cái mình cũng cấp điện cho cắm điện 220 cho cái van khóa nước là luôn. Chúng ta thấy nha, nè bình thường nó chưa tác động nha, giờ tác động nè. Đó thì hôm nay chúng ta thấy cái van khóa nước này nó sẽ rung lên, nó mở nè ha, tắt nè. Đó, đưa tay vô nè, thấy chưa, thở nè, đưa tay vô nè, thở nè, thở nó rung lên nè. Thấy ha. Rồi bây giờ mình thí nghiệm mình chế nước thử ha, cho nó thông không à, ha, thí nghiệm chế nước. Rồi, để mình đưa cái thao vô đây. Rồi đây đưa cái thao vô như vậy nha. Rồi bây giờ mình chế nước nè. Bình thường á, chưa có tác động của cái cảm biến á, chưa mở thì chúng ta thấy chế nước vô thì nó đâu có nước chảy xuống đâu. Đó, nó không chảy xuống như bạn nha. Đó, không có nước chảy xuống nha, nước đầy đây nè. Và khi các bạn thấy có cảm biến nè. Đó nha. Đây, giờ mình thả này xuống đi. Rồi vậy là có vật cản ha, chúng ta thấy ha. Rồi đây là nước thông các bạn nha, chế nè. Đó, đó chảy các bạn, đó chảy ha. Rồi từ đây nước nó mình để nó hơi yếu ha, lát vô cái đụng nước mạnh nó sẽ tống mạnh hơn nữa nha. Rồi bây giờ sẽ đem vô đóng vô cái mạch thực tế luôn cho chúng ta xem nha. Rồi đây là cái máy nước đóng trực tiếp ở trong cái phòng tắm nhà mình nha. Và đây là cái van khóa nước đây, van nước đây ha. À, giờ đã được quấn lụa vô ha, giờ chắc chắn nha. Rồi rồi chúng ta đó, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nối vô trong cái đường nước này để khi chúng ta tắm á, là chúng ta đứng vô chúng ta cản cái cảm biến á thì nó sẽ có nước nó tắm tự động mà chúng ta không cần phải mở khóa ha. Rồi hướng dẫn các bạn luôn. Rồi thì trong đây là cái đường nước từ tường vô nha. Chúng ta thấy ha, từ tường vô. Đây ống nước vô đây, đi vô. Rồi đây là ống nước ra, đây là đường nước ra của cái robot qua sen ha. Rồi đây máy nước nóng trực tiếp đây. Rồi mình tiến hành mình tháo cái đầu này nha, đầu nước vô đây để mình gắn vô đây, mình gắn nối tiếp vô đây nha các bạn nha. Đó các bạn thấy chúng ta phải khóa nước lại ha. Khóa nước lại. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái thực tế đấu cái van nước điều khiển dùng cảm biến ở đây ha. Đây nó đây, đây là cái máy nước nóng của nhà mình nha. Đây cái đường nước đây, đúng không? Mình nói vô cái van nước này như thực tế như vậy ha.
Thì nó hơi có dây điện nó hơi chằng chịt chút xíu, nhưng mà ý nói là khi mình lắp vô mình sẽ đi dây điện lại cho nó gọn lại ha. Rồi đây là cái cảm biến nha các bạn nha. Đó, cảm biến. Rồi đây là cái vòi nước đây. Đó nè, cái vòi nước đó. À, thì các bạn muốn mà giờ trong cái phòng tắm của mình mà mình muốn tự động điều khiển dùng cảm biến thì mình đứng trước cái cảm biến thì nó thì vòi nước nó mới phun ra để tắm cho mình ha. Còn mình không đứng không cản nó là nó sẽ không phun nước ra. Rồi đây là cảm biến. À, đây luôn. Rồi. Rồi bây giờ cho các bạn xem khi chúng ta dùng cảm biến quay phim cho các bạn xem đây là cái vòi nước nha. À, đây là vòi nước của mình. Rồi. À, rồi bây giờ đó nè. Đâu? Từ từ. Rồi đây. Cái cảm biến của mình khi lấy tay mình che, không thấy nước đâu, không thấy nước xịt đâu nha. Xịt xuống như đây đi. Hay xịt lên đây. Xịt cái sao? Rồi, khi mình lấy tay mình che nha. Đây các bạn thấy nước xịt vô nha các bạn nha. Đó, khi thả tay ra nha. Rồi, khi thả tay ra. Rồi, nước tắt. Ha. Đó. Đó, vậy là khi chúng ta cần tắm chúng ta để nằm ngang hoặc là chúng ta để nằm cái cảm biến nằm dọc cũng được. Khi chúng ta vô thì khi có vật cản thì cái nước nó sẽ chảy ra ha. À, còn chúng ta không có cản nó thì nước sẽ không có nước ha. Như vậy. Đó, giới thiệu các bạn đây là cái ha, cho chiếu lại nha. Rồi, nước phun ra nha. Rồi đó, ha các bạn nha. Rồi. Đây là cái vòi nước đây. Nha các bạn. Đó. Cái vòi nước vậy ha. Rồi video giới thiệu cái van điều khiển đón ngắt nước tự động dùng cảm biến ha. Đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy cái video này hay thì các bạn hãy like, share, chia sẻ và nhấn nút cho cái nút chuông đăng ký kênh để ủng hộ kênh và tiếp tục khi có cái video mới các bạn sẽ nhận biết sớm nhất nha các bạn nha. Rồi mến chào các bạn, chào tạm biệt các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn với những video tiếp theo.